Bếp bỉ nó có rất nhiều màu, màu sắc của bếp bỉ nó rất là đa dạng, từ màu đỏ đen cơ bản, màu bu rông đấy, màu đen và thậm chí vàng kim đấy. Sắp sau này nó có một số con nó màu vàng bò nữa, cực kỳ ấn tượng luôn đấy. Và mình review cho anh em cặp đôi được cái nhá. Hai bạn này sẽ về cùng một nhà, cực kỳ đẹp luôn. Cá tính của những con chó con khi ở trên cao, trong khi bọn mình huấn luyện rất nhiều thì tố chất của con chó nó cũng rất là đặc biệt, là thứ nhất khi tập luyện rất là tập trung, thứ hai nữa ở chơi thì kể cả mọi cái địa hình cao như này nó đều rất là cân bằng, không có cái vẻ gì là sợ sệt, không có cái vẻ gì là thực chất là đấy, run sợ cả. Thế nên là những cái cá thể bé quỷ này về huấn luyện rất là hiệu quả luôn. Cúi xuống tí nữa, im, ngồi nè, đây, ok, chào nè. Hôm nay mình sẽ nói về những con chó, nói về phong cách huấn luyện, nói về kỹ thuật, để cho anh em nào yêu thích dòng chó này mỗi ngày theo dõi nhiều hơn. Cảm ơn các bạn nhé. Đẹp chưa? Ok chưa? Ok. Cái bài à?